Thi giấy phép lái xe hạng B2 gồm những phần thi nào? Giấy phép lái xe hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1 bao gồm: ô tô chở người đến 9 chỗ, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; máy kéo, kéo một remote có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg. Theo quy định mới nhất hiện nay, để được cấp giấy phép lái xe hạng B2 thì người học lái xe phải vượt qua lần lượt cả 4 phần thi sau đây. Đầu tiên là phần thi lý thuyết. Phần thi này gồm các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật giao thông đường bộ, kỹ thuật lái xe. Ngoài ra còn có nội dung liên quan đến cấu tạo và sửa chữa thông thường, nghiệp vụ vận tải, đạo đức người lái xe. Thí sinh phải trả lời 35 câu hỏi trong thời gian 22 phút. Trả lời đúng từ 32 trên 35 câu hỏi trở lên và không sai câu điểm liệt thì được tính là đạt phần thi lý thuyết và được thi tiếp phần thi mô phỏng. Phần thi thứ hai là thi lái xe bằng phần mềm mô phỏng. Người dự thi sát hạch phải xử lý các tình huống mô phỏng, các tình huống giao thông xuất hiện trên máy tính. Một bài thi bao gồm 10 tình huống, mỗi tình huống có điểm tối đa là 5 điểm. Thí sinh được 35 trên 50 điểm là đạt phần thi này và được thi tiếp phần thi sa hình. Cả phần thi lý thuyết và phần thi mô phỏng đều có một bộ đề sẵn để thí sinh có thể tự ôn tập tại nhà. Theo đó, bộ đề thi lý thuyết gồm 600 câu hỏi và bộ đề thi mô phỏng gồm 120 tình huống. Để vượt qua hai phần thi này dễ dàng thì đòi hỏi thí sinh phải ôn luyện thật nhiều. Nắm bắt được nhu cầu này thì Thư viện Pháp luật đã cho ra đời ứng dụng iThông sử dụng trên điện thoại di động. Tại ứng dụng iThông sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ 600 câu hỏi lý thuyết, bao gồm cả các câu hỏi điểm liệt và giải thích đáp án chi tiết. Đặc biệt hơn thì bạn còn có thể tự luyện tập từng tình huống mô phỏng riêng lẻ hoặc chọn thi thử để thi liên tiếp 10 tình huống tương tự như thi thật. Có ứng dụng iThông, giấy phép lái xe nằm trong tầm tay bạn. Sau khi vượt qua được phần thi mô phỏng, thí sinh sẽ bước tiếp đến phần thi sa hình. Tại phần thi này, người dự sát hạch phải thực hiện đúng trình tự và điều khiển xe qua các bài thi đã được bố trí sẵn. Xe ô tô thực hiện thi sát hạch sa hình là xe 4 chỗ, có gắn chip cảm biến để chấm điểm. Thí sinh phải đạt được ít nhất là 80 trên 100 điểm mới đạt và được thực hành lái xe đường trường. Phần thi cuối cùng là phần thi lái xe đường trường. Người dự sát hạch điều khiển xe ô tô sát hạch, xử lý các tình huống trên đường giao thông và thực hiện hiệu lệnh của sát hạch viên. Ở phần thi này, giám thị sẽ trực tiếp ngồi cùng và chấm điểm cho thí sinh. Tổng điểm của phần thi này là 100. Thí sinh đạt tối thiểu 80 trên 100 điểm sẽ được công nhận trúng tuyển và cấp giấy phép lái xe hạng B2.